Và lớp hay là cả lớp trưởng Hồ lên, đứng lên, sau đó học viên cả lớp sẽ là hướng về lão sư hành lễ, chính thức bắt đầu tiết học. Nhưng ở trong nháy mắt này, cả lớp yên lặng như tờ, hai chữ đứng lên cũng chưa từng xuất hiện. Đứng lên, một lúc sau đó, một giọng nữ mới vang lên, học viên cả lớp cũng là đứng lên, người hô chính là lớp phó Cổ Nguyệt. Ánh mắt của Vũ Trường Công lúc này rơi vào vị trí của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ở hàng thứ nhất, có tới hay không chỉ là liếc nhìn là biết. Vũ Trường Công nói, ngồi xuống. Toàn thể học viên ngồi ở vị trí, Vũ Trường Công lúc này nhìn về phía Cổ Nguyệt rồi nói, Đường Vũ Lân đâu? Cổ Nguyệt lắc lắc đầu một cái rồi nói, không biết, tối ngày hôm qua hắn không về ký túc xá. Vũ Trường Công lúc này hơi nhướng mày rồi nói, vô cớ không đến, trốn học một tiết. Lớp trưởng trốn học, chuyện này tuyệt đối là hy hữu thành xử lấy các học viên. Nhất thời ở trong lớp xuất hiện ra tiếng bàn luận ầm ĩ. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, mới chuyển cửa đến tử gõ cửa. Cửa phòng học không có khóa. Vũ Trường Không lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy người đến là một thanh niên 27-28 tuổi. Vũ lão sư, chào ngài. Phòng lão nhờ tao truyền lời. Đều vô lân ở chỗ của ngày ấy tù luyện tới thời khắc mấu chốt, không thể đình chỉ, cần kéo dài một quãng thời gian. Bài học ngày hôm nay, hắn xin nghỉ. Vũ Trường Công sững sờ rồi nói, Phong lão, Phong vô vũ sao? Vâng, thanh niên gật gật đầu. Được, ta biết rồi, thanh niên đi rồi. Vũ Trường Công lại tiếp tục buổi học, mà học sinh năm nhất hết thảy đều tò mò tình huống vị lớp trưởng này là như thế nào, mà mới đến trường mấy ngày đã liền đột phá. Liên tưởng tu vi nhị hoàn của hắn, lẽ nào đây là một đột phá tam hoàn sao? Chỉ có học sinh thuộc đoán tạo sư hiệp hội mới biết phòng lão là ai. Dưới ánh mắt lạnh như băng của Vũ Trường Không nhìn quét xuống dưới, tiếng bàn luận lúc này mới ngừng lại. Chương trình học tiếp tục, nhưng mà tâm tình của Cổ Nguyệt đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng hiểu rõ Đường Vũ Lân nhất, Đường Vũ Lân căn bản không phải đến thời điểm đột phá. Ngày hôm qua tu vi của hắn còn ở cấp 28, coi như là có đột phá cũng chỉ là đột phá đến cấp 29 mà thôi. Mà quá trình này căn bản không cần đến thời gian quá dài, trình độ đoán tạo thuật của hắn cũng không có khả năng đột phá. Mới vừa tiến vào cấp 5, linh đoán ta còn chưa ổn định, vậy hắn nhất định đột phá về mặt nào đây? Ta sai cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng đồng dạng cảm thấy hiếu kỳ, hơn nữa bọn họ cũng đều biết vị phòng lão kia lại có chút máu điên trong người, trong lòng ít nhiều đều có một chút bận tâm. Xưa đến các học viện ngoại viện lớp 5 thứ 2. Tiếp theo, ta sẽ giới thiệu cho mọi người một học viên mới. Chủ nhiệm lớp 52 lòng tu mặt mỉm cười nói rằng, Mộ Hy cười tươi rói đi tới bên cạnh hắn. Long Tu nói, vì này chính là Mộ Hy, do đoán tạo sư hiệp hội tiến cử gia nhập lớp chúng ta. Mộ Hy năm nay 17 tuổi, là đoán tạo sư ưu tú của đoán tạo sư hiệp hội, đã đạt trình độ đoán tạo sư cấp 4, muộn nhất là trong vòng một năm nữa sẽ bắt đầu xung kích linh đoán tạo. Lớp của chúng ta đang thiếu thiên tài đoán tạo, hy vọng mọi người có thể cùng nàng giữ gìn mối quan hệ. Nguyên Ân Dạ Huy an vị hàng thứ nhất, mà Nhạc Chính Vũ thân hình cao lớn thì lại ngồi ở hàng cuối cùng. Bọn họ cũng giống như là những học viện khác, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người của vị nữ đoán tạo sư xinh đẹp này. Đoán tạo sư vốn đã ít, yếu tố lại càng ít, nữ đoán tạo sư yếu tố lại càng ít hơn. Mộ Hy có thể rõ ràng cảm nhận được, tuyệt đại đa số học viên cả lớp đang hướng về mình, đều đưa ánh mắt thiện ý. Năm thứ 2 đã bắt đầu làm chuẩn bị chế tác ra đấu khải. Năm thứ 3, thứ 4 đã bắt đầu chính thức thử nghiệm chế tác. Có một bạn học là đoán tạo sư cấp cao, tự sự tiện lợi có thể tưởng tượng được. Mộ Hy, ngươi giới thiệu một chút đi, Long Tu mỉm cười nói. Mộ Hy gật gật đầu một cái, tự nhiên cởi mở nói, chào mọi người, ta tên là Mộ Hy, đến từ Thiên Hải Liên Minh Đông Hải Thành. Mục tiêu của ta là trở thành một vị thần tướng, sau này kính mong cả nhà chỉ giáo nhiều hơn. Vào chỗ đi, Long Tu chỉ về vị trí gần cuối lớp. Vâng, Mộ Hy lúc này đi về sau, tương ứng ngồi vào bên cạnh chỗ cửa đông cộng học sinh mới quay lại học viên không lâu, chính là Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ đầy hứng thú nhìn nàng rồi nói, xin chào, ta tên là Nhạc Chính Vũ. Xin chào, Mộ Hy rụt rè hướng về hắn gật gật đầu. Nhạc Chính Vũ nói, đoán tạo sư hiệp hội hiện tại, đoán tạo sư cấp 4 trẻ tuổi nhất nhiều sao? Mộ Hy sửng sốt một chút, lắc đầu một cái rồi nói, không nhiều. Nhạc Chính Vũ nhẹ giọng nói, với người có bạn trai chưa? Mộ Hy ánh mắt lúc này biến đổi, thản nhiên nói, người năm nay bao nhiêu tuổi? Nhạc Chính Vũ nói, 15 tuổi. Mộ Hy hừ lạnh một tiếng rồi nói, tiểu hài tử còn chưa trưởng thành, trong đầu đã nghĩ đến cái gì rồi, cố gắng học tập đi nhá. Nói xong liền cùng tiếp tục để ý tới hắn, nhìn về phía bảng đèn, hai tay khoanh trước ngực. Biểu hiện ở trên mặt của Nhạc Chính Vũ ở trong mắt cứng đờ. Này! Đường Vũ Lân xác thực còn chưa kết thúc quá trình đột phá, nếu như chỉ là hồn lực đột phá cấp 30, trên thực tế hắn đã sớm kết thúc, tuy rằng đó là bình cảnh, nhưng chỉ cần sống tới liền có thể hoàn thành. Thế nhưng mà hắn hiện tại tiến hành đột phá cũng không chỉ là cấp 30 hồn lực.
Khi mà dòng hàn thủy kia không ngừng bị hắn hấp thu, hòa vào cơ thể, rất nhanh hắn cũng cảm giác được toàn thân của mình nhẹ nhàng đi, hồi lực hùng hãn đột phá. Thành công cấp 30, hồn lực ở trong cơ thể ở trong chớp mắt phảng phất xôi trào, tổng độ xoay tròn của hồn lực ở trong đan điền đột nhiên tăng lên, nhưng cùng lúc đó thể tích cũng theo đó mà thu nhỏ trở lại. Vòng xoáy giống như trở lên sền sệt, có cảm giác trạng thái lỏng nhất định đã xuất hiện. Đường Vũ Lân biết đây là đặc thù nhị hoàn đột phá đến tam hoàn, bắt đầu từ bây giờ mình đã là một tên hồn tôn, tam hoàn hồn tôn. Cùng lúc đó, hồn linh tiểu kim quang ở trong cơ thể của hắn cũng chui ra, thân thể kim quang ở lưới bảo vai của Đường Vũ Lân đột nhiên mở ra, sau đó liền chuyển đến tiếng xương cốt liên tiếp biến hóa. Ở trong tiếng đùng đùng, thân thể của nó bắt đầu lớn lên, nguyên bản thân thể dài hơn một thước đã tăng vọt đến thêm nửa thước, bản thân cũng trắng kiệt thêm mấy phần. Vảy vàng kim hình thoi kia đã có cảm giác sinh động hơn nhiều, đôi mắt cũng càng sáng hơn. Hồn linh sẽ lưng tựa theo tu vi hồn sư tăng lên mà phát triển, nhưng biến hóa của kim quang rõ ràng vượt quá trình độ của hồn linh bình thường. Phong Vô Vũ ở một bên xem rất rõ ràng, ở trên mặt lần thứ hai hiện ra vẻ kinh ngạc. Hồn linh của hắn là cái gì? Làm sao sẽ tiến hóa lợi hại như vậy? Coi như là thiên liên hồn linh cũng sao cho hắn đệ tam hồn hoàn, cũng sẽ không tiến hóa đến trình độ như thế mới đúng. Tu vi của hồn linh là cố định, chỉ có thể thông qua hấp thụ loại linh lực ở bên trong thăng linh đài để tăng lên. Hồn sư lên cấp sẽ mang cho hồn linh một ít chỗ tốt, nhưng mà bình thường sẽ không tăng lên quá 10%. Nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, hồn linh của Đường Vũ Lân tăng lên bèo gì cũng là trên 50%, mà còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thân thể bành trướng căng cứng dần dần trở lên mềm mại hơn, tiểu kim quang bắt đầu chuyển khắp người của Đường Vũ Lân. Nhất thời, miệng cách hoa văn vàng kim nhàn nhạt kia từ trên làn da của Đường Vũ Lân nổi lên, khí huyết của hắn cũng theo đó bành trướng, cả người đều tỏa ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Phong lão gạt gạt lông mày, lẩm bẩm tự nhủ, đây đúng là kỳ thực phù hợp với giáo huấn, quả nhiên là một tên tiểu quái vật, tình huống như thế này ngay cả ta cũng chưa từng thấy bao giờ. Hắn cũng không biết được, lúc này Đường Vũ Lân tầm như là gương sáng, đối với trình trạng của mình vô cùng rõ ràng. Tam hoàn không hổ là bình cảnh trọng yếu của hồn sư, đột phá tam hoàn, tiểu kim quang tiến hóa, hắn dĩ nhiên sẽ có đệ tam hồn hoàn, tố chất thân thể theo đó tăng lên, tu vi tăng lên, sức mạnh huyết thống cũng thuận theo đó tăng lên, tinh lực tiếp nhận trở lên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà lúc này, năng lượng lạnh lẽo ở trong cơ thể của Đường Vũ Lân vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hết. Dựa theo trạng thái hiện tại, còn có thể tiếp tục tăng cường hồn lực của hắn. Đột phá tam hoàn, dung hợp hồn hoàn, bản thân lại có thể tăng lên tới cấp 31, tiếp tục tăng lên đương nhiên là chuyện thật là tốt. Nhưng vào lúc này, trong lòng Đường Vũ Lân lại vang lên một âm thanh. Xung kích phong ấn, thừa cơ đẩy tới, chính là thanh âm của Lão Đường. Ta có thể không? Đường Vũ Lân kinh ngạc hỏi. Lão Đường nói, vốn là không thể. Ngươi vừa đột phá đạo phong ấn thứ hai, nhưng mà khoảng thời gian gần đây, huyết mạch lực lượng của ngươi tăng lên rất nhanh, lần này lại có ngoại lực bản nguyên ôn dưỡng, triệt để củng cố kinh mạch của ngươi. Quan trọng nhất chính là, ngươi vừa vặn dùng một loại linh vật thuộc vạn liên cấp bậc, hơn nước phi thường tinh khiết, có nó đủ để tương đương với loại linh vật cần cho đạo phong ấn thứ ba của ngươi cộng lại. Hơn nữa tu vi của ngươi đột phá tam hoàn, hiện tại có thể xung kích phong ấn, không nên lãng phí cơ hội. Tao giúp ngươi chuyển hóa năng lượng của vạn liên linh vật ở trong cơ thể thành huyết mạch lực lượng, hồn lực tăng lên không vui. Trước tiên đột phá đạo phong ấn này lại nói, càng sớm đột phá, huyết mạch của ngươi tăng lên càng nhanh. Đạo phong ấn thứ tư cũng có thể tùy duyên rời lại một ít thời gian, giúp cho ngươi thong thả hơn. Được, chuyện này cần gì do dự. Đường Vũ Lân quyết định thật là nhanh, lập tức đáp ứng một tiếng. Huyết mạch lực lượng ở trong người bắt đầu sôi trào, sức mạnh huyết thống mạnh mẽ bắt đầu trực tiếp hấp thu ra hồn khí, lưu chuyển lạnh lẽo ở bên trong kinh mạch. Tham lam lốt trứng, hòa quyện cùng với nhau, hồn lực Đường Vũ Lân lúc này tiếp tục vận chuyển, hắn không để thể chế hộ ra hồn lực lưu lại ở bên trong đan điền, nhưng mà không tan rã. Lúc này, Phong Vô Vũ ở bên ngoài mới nhìn thấy chuyện lạ, toàn thân của Vũ Lân bốc lên kim quang sáng rực. Kim văn sáng rực lưu chuyển, giống như sinh vật sống, khí tức tự thân của Đường Vũ Lân bắt đầu cấp tốc tăng lên, sương mù màu vàng tràn ngập, quay chung quanh thân thể của hắn, hàn khí lạnh lẽo bắt nhanh lại là hấp thu ra không còn một mống, khí huyết sương trào, giữa tình huống nhảy vào đan điền, cùng với hồn lực của Đường Vũ Lân hòa làm một thể, lại dẫn động ra hồn lực hắn cũng tăng lên, tư thể lội điên cuồng vận chuyển. 18 đạo phong ấn đã từng xuất hiện tại chỉ còn lại 16 đạo, rất nhanh sự thống khổ kịch liệt liền xuất hiện ra khắp toàn thân. Đường Vũ Lân dù sao cũng mới vừa đột phá đạo phong ấn thứ 2 không lâu, do vận may run rủi mới bắt đầu đột phá đạo phong ấn thứ 3 này.
Trên thực tế, chân bi của hắn lần này kém xa tí tấp so với thời điểm đột phá đã phong ấn thứ hai. Cảm giác thống khổ mãnh liệt này đủ để sánh ngang cùng với lần đột phá phong ấn thứ nhất. Rất nhanh thì cảm giác tăng trưởng ở trong cơ thể liền đạt đến cực hạn. Có lại cảm giác thống khổ như thế này cũng là muốn nổ tung vậy. Phong và Vũ chào mày, đều vô lần ở trước mặt hắn. Sau khi gợn sóng khí huyết ở trên người mãnh liệt tăng lên tới trình độ nhất định, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Khó có thể trưởng khống, tình huống của hắn đây là thế nào? Không chỉ đơn giản là đột phá cấp 30, Phong Vô Vô chỉ là một thoáng liền có phán đoán. Nhưng mà tình huống hiện tại của Đường Vô Lân lại không rõ ràng, hắn cũng không tiện nhúng tay. Nhưng hắn vẫn ở sau lưng của Đường Vô Lân ngồi xuống, một khi cảm giác không ổn sẽ lập tức giúp cho hắn ổn định trở lại. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy một vòng hồn hoàn vàng kim từ trên ngực của Đường Vô Lân khuếch tán ra. Sau đó, hồn hoàn màu vàng kim này ở trong khi xuống giấy, bỗng phát sinh ra tiếng long ngâm ong ong. Nó giống như vốn là một con kim long quàng quanh đã là tạo thành, uốn lượn chung quanh thân thể của Đường Vô Lân, khiến cho kim văn hiện ra ở trước mặt ngoài thân thể của hắn trở lên càng lúc càng rõ hơn. Y phục ở trên người hắn bắt đầu tỏa phái, vảy nổi lên, bao trùm toàn bộ cánh tay phải, vây phải cũng là ngực phái, tay phải cũng đã biến thành kim long trảo được kim lân bao trùm. Toàn thân của Đường Vô Lân tràn ngập kim quang mãnh liệt. Sau khi một màn này xuất hiện, thân thể run rẩy của hắn từng bước ổn định trở lại, huyết mạch lực lượng tản ra bắt đầu lội hàm vào trong cơ thể, lần nữa khôi phục lại trạng thái vật ngã lượng vòng như trước. Cái này là ngoại năng lượng hoàn toàn do khí huyết ngưng tụ lại mà thành. Phong Vô Vô đã xem đến trước là nước mắt đầy kinh ngạc.